tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin sáng ngày 27 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Cảnh sát Toronto và khu vực vùng Durham đang điều tra các vụ cướp xe trong đêm. Người dân ở Montreal hoảng sợ bởi tiếng súng bên ngoài nhà trẻ. Thị trưởng tiếp tục kêu gọi cấm súng ngắn. Trong quan hệ đối tác quốc tế, các chuyển biến tích cực trong quan hệ Canada và Hoa Kỳ sau các cuộc gặp ở DC Người thứ 11 đã chết vì cơn bão cuối tuần qua. Hàng chục ngàn người dân ở Ontario vẫn không có điện. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ lên đến 26 ca, xác nhận ca đầu tiên ở Toronto. Những thành phố nào ở Canada có giá thuê nhà rẻ nhất vào năm 2022? Ngân hàng Trung ương được dự đoán chắc chắn sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào ngày 1 tháng 6, theo các chuyên gia. Sau cơn bão vừa qua, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả tiền để di dời các cây tư nhân bị đổ ngã? Trên thế giới, chồng của giáo viên đã tử vong trong vụ xả súng ở trường học Texas, chết vì đau tim. 90 phút cuối cùng của tay súng trong vụ xả súng ở trường học Texas giấy lên các câu hỏi về sự chậm trễ của cảnh sát. Lực lượng Nga đang tiến gần hơn đến bao vây quân đội Ukraine ở phía đông. Một đồng coin khủng băng vàng nặng 15 kg để kỷ niệm nữ hoàng Anh trị vì 70 năm. Công ty Việt Nam đầu tư 840 triệu đô la Mỹ vào nhà máy hydro xanh đầu tiên của đất nước và trong bản tin chi tiết sẽ có thêm các phần tin đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi bắt đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Cảnh sát thành phố Toronto và Durham điều tra các vụ cướp xe trong đêm. Đã có xá vụ cướp xe xảy ra qua đêm được báo cáo tại hai khu vực này. Trong khi số lượng các vụ cướp xe trong khu vực tiếp tục gia tăng, cảnh sát Toronto và Durham cho biết họ đang điều tra một số vụ việc tương tự trong đêm. Cảnh sát cho biết trong vòng 2 tiếng đồng hồ vào lúc giữa đêm tại Scarborough đã xảy ra 4 vụ cướp xe. Vụ đầu tiên xảy ra vào lúc 11 giờ 44 phút tối trong khu vực McLevin Avenue và Greenspire Road. Cảnh sát cho biết một người đang đứng cạnh xe của họ trên driveway thì một người đàn ông cầm súng tiến lại gần và đòi chìa khóa xe. Theo cảnh sát thì nghi phạm đã không thành công và rời đi trắng tay. Vụ thứ hai xảy ra chỉ 5 phút sau đó tại khu vực Morningside Avenue và Shepherd Avenue East. Một lần nữa thì một người đàn ông tiếp cận nạn nhân ở driveway và yêu cầu xe của họ và sau đó đã trốn thoát bằng chiếc xe đó, không có thương tích nào được báo cáo. Sau đó vào 0 giờ 32 phút sáng tại một căn nhà khác ở khu vực Kennedy Road và Glamorgan Avenue, tên cướp đã trốn thoát bằng chiếc xe của nạn nhân và không có thương tích nào được báo cáo. Và vụ việc cuối cùng xảy ra vào lúc 1 giờ 15 phút sáng tại khu vực Pharmacy Avenue và McNichol, một lần nữa thì một người đang ông tiếp cận một người khác ở trên driveway của họ trước khi rút súng và đòi xe. Nhưng lần này hắn đã không thành công và bỏ đi. Cảnh sát tin rằng cả bốn vụ đều có liên quan với nhau và sẽ công bố bản mô tả nghi phạm một khi họ có trong tay. Cảnh sát tại khu vực Durham cũng báo cáo các vụ cướp xe tương tự ở Pickering qua đêm. Trong một bản tin, các nhà điều tra cho biết khoảng 10 giờ 40 tối thì một người phụ nữ đang ngồi trên xe của mình ở khu vực Shepherd Avenue và đường White's thì một người đàn ông đã gõ cửa kính và bảo cô ấy hạ kiến xe xuống. Cô ấy không làm theo và khi tên này vén áo lên để lộ dây thắt lưng thì cậu ta đã nhanh chóng phóng xe đi. Sau đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút, một người đàn ông đang bước ra khỏi xe hơi của mình ở khu vực đường Kingston và đường Block thì một người đàn ông khác cầm súng đòi chìa khóa. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã từ chối. Tên cướp dùng súng lục đã vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đáp trả bằng cú đấm vào mặt của tên cướp và bỏ chạy sau đó thì tên cướp cũng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Nghi phạm trong cả hai khu vực ở Pickering được mô tả là một người đàn ông có nước da ngâm đen ở đầu tuổi ngoài 20, cao khoảng 5 phút 8 cho tới 5 phút 11, tương đương với 1m72 cho tới 1m8, với dáng người gầy và quần áo màu đen. Các nhà điều tra yêu cầu bất kỳ nhân chứng nào có video ở một trong hai khu vực hãy liên hệ với cảnh sát. Người dân Montreal hoảng sợ bởi tiếng súng ở ngoài nhà trẻ thị trưởng tiếp tục kêu gọi cấm súng ngắn. Vanessa Caruso là cư dân ở Montreal. Đang ở nhà vào chiều ngày thứ ba thì cô nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ngay bên ngoài. Sống ở khu phố cuối phía đông của Rivière de Paris, cô Caruso cho biết 15 phút sau khi tôi nhìn ra ngoài thì có khoảng 4 chiếc xe cảnh sát và họ đang chặn cả con đường. Hóa ra đó không phải là pháo hoa mà là tiếng súng không có ai đã bị thương trong vụ việc nhưng mà cảnh sát đã tìm thấy các lỗ đạn trong một cơ sở đã từng là nơi giữ trẻ nơi chỉ cách nhà của cô Caruso vài bước chân bên kia đường là một nhà trẻ khác và trong khi nhân viên ở đó từ chối nói chuyện với báo chí thì một người hàng xóm cho biết điều đáng lo ngại là phụ xả súng diễn ra vào thời điểm đón trẻ Cô Carlso cho hay cha mẹ của cô, những người sống chung với cô không ngạc nhiên bởi vụ nổ súng mặc dù nó xảy ra ngay bên ngoài nhà của họ Cô nói rằng họ đã quen với điều đó và không quá quan tâm tới nó. Có vẻ đây như là một điều khá bình thường ở khu vực này. Bộ trưởng Montreal Valeria Plain đã tiếp tục kêu gọi Ottawa cấm súng ngắn và bà phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, nơi mà cảnh sát Montreal thông báo tịch thu 21 khẩu súng. Các chuyển biến tích cực trong quan hệ Canada-Hoa Kỳ sau các cuộc gặp gỡ ở TC Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Omar Agrabah cho biết ông thấy có một sự thay đổi tích cực trong cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với Canada sau các cuộc họp ở thủ đô Hoa Kỳ. Ông Alcobra đã dành ngày thứ ba tại Washington, D.C. với các quan chức bao gồm người đồng cấp của Hoa Kỳ là ông Pete Buttigieg và cố vấn cao cấp của tòa bạch ốc là Mitch Landrieu. Ông nói rằng cuộc chiến tại Nga ở Ukraine đặt ra một khuôn khổ mới xung quanh các mối quan hệ của chính quyền với các đối tác thương mại quan trọng, bao gồm cả Canada. Bộ trưởng cho biết, ông đã nhắc lại sự phản đối của Canada đối với kế hoạch ban đầu của Tổng thống Joe Biden về việc áp dụng các ưu đại thuế bổ sung đối với các loại xe điện được lắp ráp tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phiên bản đó của kế hoạch đã không thành công vào tháng 12 khi mà Thượng nghị sĩ Joe Manchin đã tuyên bố phản đối dự luật Bill Back Better trị giá 2.000 tỷ đô la của Biden. Hiện nay, thì tòa bắt óc đang làm việc với một phiên bản thu nhỏ nhưng vẫn chưa rõ liệu các khoản tín dụng thuế sẽ trở lại như cũ hay không. Và nếu giống như kế hoạch cũ, thì điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào lĩnh vực xe hơi của Canada. Ông Manchin, đảng viên của đảng Dân Chủ ông Hòa từ West Virginia, gần đây đã đề xuất rằng ông sẽ không ủng hộ bất kỳ biện pháp nào có thể gây hại cho ngành công nghiệp xe hơi của Canada. Ông Manchin là người đứng đầu của Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên của Thượng viện đã tiếp ông Jason Kenney khi Thủ hiến Alberta trực tiếp làm chứng trên Capitol Hill vào đầu tháng này. Cả hai đã trở thành đồng minh xuyên biên giới khi Hoa Kỳ vừa tìm cách chống lạm phát vừa giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ các chế độ thù địch trong khi, ông Kennedy thì tiếp tục thúc đẩy chính quyền Biden phụ thuộc nhiều hơn vào Canada vì nhu cầu năng lượng ngắn hạn của họ. Thưa quý vị, số người chết do cơn bão hủy diệt quét qua tỉnh Ontario vào cuối tuần qua đã tăng lên con số 11 người vào thứ Năm. Biệt đội Central Hastings của cảnh sát tỉnh Ontario cho biết, một người đàn ông 58 tuổi đã bị cây đổ đè trúng trong một khu vực hẻo lánh của thành phố Mamora and Lake Lực lượng cho biết các sĩ quan đã phản ứng vào chiều thứ Bảy và người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong. Chính trong số 11 người chết do bão đã thiệt mạng do cây đổ hôm thứ Bảy và người thứ 10 đã tử vong do một cành cây rơi vào ngày hôm sau. Một phụ nữ chết ở tỉnh Quebec khi thuyền của cô ấy bị lật. Bão đã làm đổ ngã cây cối, đánh sập đường dây điện và gây thiệt hại về tài sản ở một số khu vực Hàng chục ngàn cư dân của tỉnh Ontario vẫn không có điện vào thứ năm khi các nỗ lực khôi phục vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó thì ở tỉnh Quebec vẫn còn hơn 50.000 khách hàng chưa có điện tính đến sáng thứ năm. Hydro Quebec cho biết họ hy vọng sẽ khôi phục điện cho phần lớn khách hàng vào thứ năm và thay thế 500 cột điện bị hư hỏng. Người dân ở một số khu vực có thể phải chờ tới thứ bảy để có điện để sử dụng liên quan đến các ca bệnh đậu mùa khỉ hiện đã có 26 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Canada và virus đã được phát hiện ở một tỉnh mới theo thông tin cập nhật từ cơ quan y tế công cộng của Canada trong bản cập nhật vào hôm thứ năm cơ quan y tế công cộng tuyên bố rằng trong tuần qua thì họ đã xác nhận 25 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở tỉnh Quebec bây giờ thì cơ quan đã xác nhận một trường hợp mới ở tỉnh Ontario là trường hợp đầu tiên ở một tỉnh bên ngoài Quebec. Toronto Public Health cho biết họ đã xác nhận một trường hợp ở Toronto và cũng đang điều tra một số trường hợp đáng nghi ngờ và có khả năng. Tiến sĩ Howard New, là phó giám đốc y tế công cộng, nói rằng người Canada nên biết các triệu chứng và hạn chế tiếp xúc với người khác và tìm kiếm sự chăm sóc y tế đặc biệt nếu họ bị phát ban không rõ nguyên nhân. Đó là một trong những triệu chứng dễ nhận biết hơn. Ông nói thêm, thời gian ủ bệnh khoảng thời gian từ khi nhiễm bệnh ban đầu đến khi thấy các triệu chứng. Đối với bệnh động mùa khỉ, thường là 6 đến 13 ngày, nhưng có thể lâu hơn. Ông News cũng cho biết, sự lây lan xảy ra khi tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh, thường là do tiếp xúc với chất dịch của người bị bệnh. Vết loét hở hoặc các giọt lớn từ đường hô hấp cũng như là qua các đồ vật dùng chung. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù nguy cơ đối với người Canada hiện đang ở mức thấp, nhưng bất kỳ ai cũng có khả năng bị nhiễm loại virus này. Phòng tắm hơi ở thành phố Montreal bị nghi ngờ là nguồn gốc của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở Canada. Các bác sĩ nói rằng, các ca bệnh đậu mùa khỉ ở Canada được cho là bắt nguồn từ một phòng tắm hơi địa phương ở Montreal. Hai trường hợp đầu tiên của đất nước đã được báo cáo bởi các quan chức y tế công cộng Quebec vào ngày 19 tháng 5. Tiến sĩ Robert Pulaski, là một bác sĩ đa khoa ở Montreal, người đã điều trị cho một trong những bệnh nhân đó vào tuần trước, cho biết người này có khả năng nhiễm virus từ một phòng tắm hơi mà anh ta đến thăm gần đây. Một bác sĩ khác, người không muốn được xác định danh tính, cũng cho biết nguồn gốc của đợt bùng phát bệnh động mùa khỉ ở Montreal là phòng sông hơi đó có tên là Gi Joe. Các quan chức chính phủ cho đến nay vẫn không xác nhận nguồn gốc của bệnh động mùa khỉ ở Canada do lo ngại về quyền riêng tư và sự kỳ thị. Một người lớn, hai thanh niên bị giam giữ sau khi bị đâm chết ở phía bên ngoài của trung tâm mua sắm Abbotsford. Vào hôm thứ Tư, ba người, bao gồm hai thanh niên đang bị giam giữ sau khi một người đàn ông đã tử vong tại một vụ tấn công ở phía bên ngoài của trung tâm mua sắm ở Abbotsford thuộc tỉnh BC cảnh sát đã được gọi đến bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Seven Oaks trên đường South Fraser vào khoảng 10 giờ 30 tối giờ địa phương. Khi đến nơi, cảnh sát thấy một người đàn ông với các vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được đưa đến bệnh viện không lâu thì người đàn ông này cũng đã tử vong. Nhóm điều tra án mạng tổng hợp IHIT cho biết một người lớn và hai thanh niên đang bị giam giữ vì nghi ngờ họ có liên quan và cảnh sát không tiết lộ thêm chi tiết về vụ bắt giữ nạn nhân 41 tuổi đến từ Abbotsford và không có bất kỳ mối liên hệ băng đảng nào và tên của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Một người chết sau vụ rò rỉ amoniac ở khu công nghiệp Chemloop thuộc tỉnh BC. Một người đã chết sau một vụ rò rỉ khí amoniac ở khu công nghiệp Chemloop tỉnh BC sáng ngày thứ năm. Đáng buồn thay, chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có một trường hợp tử vong do sự cố này, thành phố Kamloops cho biết trên Twitter vài giờ sau khi vụ rò rỉ lần đầu tiên được báo cáo. Trước đó, thì dịch vụ y tế khẩn cấp của tỉnh PC nói rằng nhân viên y tế đã vận chuyển 3 bệnh nhân tới bệnh viện, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. 6 người khác đã được giám định tại hiện trường. Các quan chức cho biết vụ rò rỉ đã được phát hiện tại 790 East Saucy Street trong khu công nghiệp Mount Paul và vụ việc đã buộc một số doanh nghiệp gần đó phải sơ tán. Năm nhân viên y tế và hai giám sát viên đã được gọi tới hiện trường. Các sĩ quan RCMP ở Kamloops cũng đã được điều động tới kiểm soát giao thông trong khu vực. Đến chiều thứ năm thì thành phố cho biết hiện trường đã ổn định và các doanh nghiệp đã được sơ tán và các công nhân khác đã có thể yên tâm làm việc. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhà máy Ontario tìm cách bán sữa bột trẻ em ở Canada. Một nhà máy lớn sản xuất sữa bột trẻ em ở Ontario cho biết họ đang tìm cách bán các sản phẩm của mình ở cả Canada và Trung Quốc và đã để trình sơ bộ lên Bộ Y tế Canada như là một phần của quy trình phê duyệt theo quy định. Nhưng ngay cả khi đạt được chứng nhận để bán ở Canada, Canada Royal Mill cho biết số lượng sữa đó sẽ không giải quyết tình trạng thiếu sữa bột trẻ em trong thời điểm hiện tại. Vì các sản phẩm của hãng chỉ dành cho trẻ sơ sinh từ 12 tháng tuổi trở lên điều này sẽ không giúp cho các bậc cha mẹ có con còn quá nhỏ không thể ăn bất kỳ thứ gì ngoài sữa mẹ hoặc là sữa bột những người đang bị kẹt trong tình trạng thiếu sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của hoa kỳ một hiện tượng ảnh hưởng đến sự sẵn có của một số loại sữa bột đặc biệt ở canada thưa quý vị sau cơn bão vào cuối tuần qua tại tỉnh ontario có nhiều cây cối đã bị ngã đổ và câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trả tiền để di dời cây tư nhân bị đổ ngã sau cơn bão khi cư dân ở nhiều cộng đồng ở ontario tiếp tục dọn dẹp sau cơn bão vào hôm thứ bảy những người hàng xóm đang phải đối phó với một vấn đề mới nổi đó là ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi cây cối ngã đổ theo massa serret và chồng là william fraser đang trở về nhà ở ajax của họ khi cơn bão dữ dội hôm thứ bảy di chuyển qua scarborough khi hai vợ chồng về đến nhà, họ là một trong nhiều người phải đối mặt với thiệt hại đáng kể do một cành cây bị ngã đổ. Phần thân cây rất to nằm trong khoảng nửa sân nhà của họ. Steve và Fraser cho biết họ đã đến nói chuyện với chủ nhà gần đó, là người chủ của cái cây bị gãy đổ này. Họ cho biết người chủ nhà này đã hỏi ý kiến của công ty bảo hiểm của họ và nhận được tin xấu. Fraser nói: Bây giờ chúng tôi sẽ là những người phải tự chi trả chi phí để chặt bỏ cái cây này. Là những chủ nhà mà không sở hữu cái cây này, tôi đã rất sốc khi biết đây là cách hoạt động của bảo hiểm. Nếu một cơn bão xảy ra và cây đổ vào tài sản của bạn, thì giờ đây bạn phải tự chịu trách nhiệm về thiệt hại cho tài sản của mình và tôi nghĩ về mục đích bảo hiểm thì điều đó thật là không công bằng, theo Jared nói. Cặp đôi đã liên hệ với City News thất vọng trước diễn biến này và City News đã liên hệ với Cục Bảo hiểm Canada để hỏi về tính công bằng của yêu cầu này. Cô Anne-Marie Thomas là giám đốc quan hệ tiêu dùng và công nghiệp của Cục Bảo hiểm Canada, nói rằng nếu cây của hàng xóm đổ vào tài sản của bạn, công ty bảo hiểm của bạn sẽ trả tiền để loại bỏ cái cây đó. Còn nếu cây của hàng xóm làm hỏng hàng rào của bạn, bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực Cô Thomas nói thêm rằng hàng xóm cũng không có nghĩa vụ pháp lý nào phải trả khoản khấu trừ của cư dân bị ảnh hưởng. Đây là cách đơn giản để bảo đảm rằng các chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm quay trở lại vị trí nhanh nhất có thể thay vì tranh chấp về việc nó là cây của bạn. Cơn bão hôm thứ Bảy đã di chuyển qua phần lớn miền Nam và miền Đông Ontario và tiến vào Quebec. 11 người đã chết và tại Oxbridge, không xa nhà của cặp vợ chồng này, một cơn lốc xoáy EF2 đã ập xuống. Hàng chục ngàn người ở Ottawa bị mất điện trong nhiều ngày. Cô Thomas cho biết, cơn bão kể từ đó đã được tuyên bố là một sự kiện thảm khốc liên quan đến bảo hiểm. Bảo hiểm của bạn sẽ chi trả cho sự kiện xảy ra vào thứ Bảy này, gió lớn làm đổ cây, vân vân. cô nói. Thomas cho biết, Cục Bảo hiểm Canada có các nguồn bổ sung cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong việc điều hướng yêu cầu bảo hiểm. Cô khuyến khích mọi người nên thực hiện kiểm tra bảo hiểm của mình và nói chuyện với các nhà môi giới bảo hiểm của họ để tìm hiểu xem họ có được bảo hiểm thích hợp hay không, đặc biệt là nó liên quan đến thời tiết khắc nghiệt. Theo Thế Sala là một nhà trồng trọt được chứng nhận với Cohen and Master Tree and Shrub Services cho biết chủ nhà có nghĩa vụ giữ an toàn cho cây cối và họ cần bảo đảm cây cối trong khuôn viên của họ ở trong tình trạng tốt sala cho biết nếu ai đó lo lắng về sự an toàn trước tiên là họ nên cố gắng nói chuyện với người hàng xóm của mình nếu điều đó không thể thực hiện được ông khuyến khích mọi người nên kiểm tra với chính quyền địa phương của họ vì nhiều khu vực có quy định riêng về bảo dưỡng cây một khi cái cây đổ vào khu đất của bạn đó là vấn đề của bạn cần phải giải quyết vì vậy bạn sẽ phải thuê một nhà thầu đến và dọn dẹp loại bỏ cái cây đó một cách an toàn Sala nói, ông cũng lưu ý nếu thân cây nằm trên đường tài sản chung dù chỉ là một inch thì tất cả các chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng đều chia sẻ chi phí như nhau. Ông cũng cho biết nếu một cành cây mà treo lơ lửng trên tài sản của bạn, bạn có thể được phép theo quy định của địa phương thì cắt cành đó, chẳng hạn như là ở thành phố Toronto. Tuy nhiên, có những rủi ro với điều đó. Nếu chủ nhà gây thương tích cho cây hoặc làm chết nó họ có thể phải đối mặt với các vụ kiện dân sự hoặc là bị phạt tiền nếu có luật bảo vệ cây. Ông cho biết một vấn đề khác khi loại bỏ cành một cách bừa bãi là nó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của cây và có khả năng khiến những gì còn lại bị gãy đổ, kêu gọi mọi người nên tham khảo ý kiến của những người trồng cây. Trong khi đó tại Ajax, Fraser khuyên nhủ sau kinh nghiệm lần này rằng hãy bảo đảm rằng bảo hiểm của bạn được cập nhật biết cách liên lạc được nhà cung cấp bảo hiểm và chắc chắn có mối quan hệ tốt với hàng xóm của bạn. Một phát ngôn viên của thành phố Toronto cho biết trong một tuyên bố, các đội của thành phố đã nhận được hơn 4.000 báo cáo về thiệt hại đối với cây cối tính đến sáng thứ Năm. Với mức độ nghiêm trọng của cơn bão, có thể mất vài tuần để hoàn thành công việc dọn dẹp không khẩn cấp. Tất cả các mối nguy hiểm trước mắt vẫn là ưu tiên và sẽ được giải quyết sớm nhất có thể, thành phố cho biết. Người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng mảnh vụn của cành cây sẽ được thu gom trong quá trình thu gom rác thải nếu cành cây được buộc thành bó và để ở lề đường. Liên quan đến tài chính, các ngân hàng Canada công bố kết quả lẫn lộn về lợi nhuận trong quý. Ngân hàng Royal Bank RBC và ngân hàng Toronto Dominion TD hôm thứ Năm đã báo cáo lợi nhuận quý 2 cao hơn ước tính do các khoản dự phòng rủi ro tín dụng được cải thiện tại hầu hết các ngân hàng Canada. Trong khi ngân hàng CIBC thì công bố mức giảm trong thu nhập khi các khoản dự phòng rủi ro tín dụng của họ tăng lên. Ngân hàng RBC là tổ chức cho vay lớn nhất của Canada đã báo cáo lợi nhuận cao hơn trong 3 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4. So với một năm trước đó, vượt quá ước tính CD, ngân hàng lớn thứ hai của Canada, đã công bố lợi nhuận thấp hơn nhưng vẫn vượt kỳ vọng. Lợi nhuận của CIBC giảm và hơi thấp hơn so với ước tính, với việc ngân hàng này cho rằng các khoản dự phòng rủi ro tín dụng tăng 847% do mua lại danh mục thẻ tín dụng Costco của Canada cũng như những thay đổi bất lợi trong triển vọng kinh tế. Các đảng ở tỉnh Ontario trừ đảng PC hứa sẽ chấm dứt dịch vụ chăm sóc dài hạn vì lợi nhuận. Đại dịch Covid-19 giúp ta hiểu hơn về chương trình chăm sóc dài hạn và đã cho thấy rằng các tập đoàn tư nhân không nên kinh doanh dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo lời của 3 trong số 4 đảng chính trị lớn của Ontario cam kết loại bỏ dịch vụ chăm sóc vì lợi nhuận. Tỉnh Ontario có dân số già đi nhanh chóng và tăng cường hệ thống chăm sóc dài hạn là ưu tiên của tất cả các đảng. Nhưng đảng bảo thủ cấp tiến là đảng PC, những người này đang tìm cách tái tranh cử đã từ chối lời kêu gọi loại bỏ các nhà khai thác vì lợi nhuận. Thay vào đó, họ đang tập trung vào việc tăng công suất. Cho biết họ đang đi đúng hướng để vượt lời hứa năm 2018 là xây dựng 30.000 giường mới vào năm 2028. Hiện có 31.705 giường đang được cung cấp và phần lớn dự kiến sẽ có từ năm sau đến năm 2026. Lãnh đạo đảng bảo thủ cấp tiến ông Doug Ford đã không trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông vào hôm thứ Năm. Đảng NDP thì cho biết họ sẽ ngừng cấp giấy phép mới và ngừng gia hạn hợp đồng với các tổ chức vì lợi nhuận và chuyển giao các dịch vụ đó cho các tổ chức y tế cộng đồng và các nhà khai thác vì lợi nhuận. Các đảng viên của đảng NDP cho biết Họ sẽ phân bổ lại một số khoản chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 158,8 tỷ đô la của Đảng PC trong 10 năm để đạt được điều đó. Họ sẽ dành 750 triệu đô la mỗi năm trong vòng 8 năm để cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các thành phố, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức cộng đồng khác để giúp họ tiếp quản việc vận hành và sở hữu các nhà chăm sóc vì lợi nhuận. Đảng Tự do thì sẽ dùng 600 triệu đô la trong 4 năm tới để tài trợ cho việc chuyển các ngôi nhà hiện có cho các tổ chức phi lợi nhuận và các thành phố tự trị. Họ sẽ đặt mục tiêu chấm dứt hoạt động chăm sóc vì lợi nhuận vào năm 2028. Lãnh đạo Del Duca cho biết, đảng tự do sẽ cung cấp bảo lãnh cho vay hoặc để tỉnh mua các nhà chăm sóc và sở hữu chúng như tài sản trong một thời gian trước khi chúng được chuyển sang lĩnh vực phi lợi nhuận. Đảng xanh thì sẽ tăng 10% kinh phí cơ bản cho dịch vụ chăm sóc dài hạn, để bắt đầu chuyển sang dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phi lợi nhuận. Ngân hàng Trung ương chắc chắn sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào ngày 1 tháng 6. Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất qua đêm thêm 50 điểm cơ bản vào ngày 1 tháng 6 theo tất cả 30 nhà kinh tế được khảo sát bởi Reuters. Ngân hàng Trung ương dường như sẽ hành động mạnh tay hơn tương tự như cách mà Cục Dự trữ Liên bang đã làm để đối phó với nạn lạm phát tăng vọt. Đã đạt mức cao nhất trong 3 thập kỷ là 6,8% vào tháng 4 và hiện nay cao hơn phạm vi 1 cho tới 3% của ngân hàng trung ương trong hơn 1 năm. Sau khi tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 4, mức tăng duy nhất trong 22 năm. Thống đốc ngân hàng trung ương Thief Macleam cho biết lãi suất có thể cần phải vượt lên phạm vi trung lập hiện được ước tính là 2% cho tới 3% trong một khoảng thời gian để đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ tăng lãi suất qua đêm thêm nửa điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 1 tháng 6, đưa lãi suất cho vay lên 1,5% theo tất cả những người được hỏi trong một cuộc họp thăm dò gần đây. Những thành phố Canada có giá thuê nhà rẻ nhất vào năm 2022 Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi với giá nhà cao ngất ngưỡng, thì dưới đây là 10 thành phố lớn của Canada với giá thuê rẻ nhất trên toàn quốc theo thứ tự giảm dần. Nó dựa trên báo cáo cho thuê mới nhất của Zumper và dựa trên giá thuê trung bình của một phòng ngủ vào tháng 5 của năm 2022. Thứ nhất là Montreal tại tỉnh Quebec. Giá cho thuê trung bình của một phòng ngủ là 1.400 đô la, tăng so với cùng kỳ năm trước là 0,7%. Trong số tất cả các thành phố trong danh sách này, thì giá thuê của Montreal đã tăng ít nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố này mang lại cho mọi người một cảm giác rất là châu Âu đây không chỉ là một trong những nơi tốt nhất để nuôi dạy con cái của bạn, mà đây còn là một địa điểm rất là dễ thương, hợp thời trang với những buổi hẹn hò đầu tiên. Montreal có các điểm tham quan như là nhà thờ Đức Bà và Old Montreal, bảo đảm bạn luôn luôn có những gì đó để đi xem và làm. Thứ hai là thành phố London tại Ontario, giá thuê trung bình của một phòng ngủ là 1.390 đô la, mức tăng hàng năm là 13%. Một trong những thành phố Canada tốt nhất để làm việc tại nhà London đủ gần với người anh trai là Toronto khoảng 170 km về phía Tây Nam, nhưng lại không có sự đông đúc và giá thuê nhà đắt thứ hai ở trong nước giống như người Anh của mình. Không chỉ là quê nhà của Ryan Gosling là một trong những diễn viên Canada giàu có nhất, nó còn có một nền công nghệ phát triển mạnh tập trung vào truyền thông kỹ thuật số là một trong những nhà tuyển dụng chính. Và thứ ba là Calgary tại Alberta. Giá thuê trung bình của một căn phòng ngủ là 1.230 đô la với mức tăng hàng năm 12%. Đây là một thành phố tuyệt vời khác để làm việc từ xa. Calgary không chỉ là một trung tâm chính ở phía Tây của Canada, nó cung cấp tất cả các lợi ích của cuộc sống ở thành phố với giá thuê thấp hơn. Một phần thưởng khác là thành phố này có nhiều cảnh đẹp và nhiều khi bạn không cần phải đi xa để tìm cảnh đẹp. Rất phù hợp cho những người thích hoạt động ở ngoài trời nhiều công ty cũng đặt trụ sở chính tại Calgary và nơi đây tự hào có trung tâm công nghệ và cuộc sống êm đẹp nhộn nhịp. Thứ tư là thành phố Windsor, Ontario. Giá thuê trung bình của một căn phòng ngủ là 1.210 đô la, mức tăng hàng năm là 15%. Được công nhận là một trong những thành phố tốt nhất để mua nhà, Windsor cũng là một trong những thành phố đa dạng nhất ở Canada. Có khoảng 30% dân số sinh ra ở nước ngoài các trường của thành phố cung cấp các chương trình tiếng Anh và tiếng Pháp và thành phố cũng có trường đại học lớn, trong khi lĩnh vực xe hơi là nhà tuyển dụng chính ở đây. Ngành công nghiệp xe hơi tại đây luôn luôn bắt kịp với thời đại. Thành phố cũng có một số tầm nhìn tuyệt đẹp về sông nước. Ngoài ra, do thành phố Windsor nằm sát với biên giới Hoa Kỳ ở phía nam Canada, làm cho các chuyến đi trong ngày trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo là thành phố Winnipeg tại Manitoba giá thuê trung bình một phòng ngủ là 1.060 đô la, mức tăng hàng năm là 2%. Mặc dù mùa đông ở đây có thể khó khăn, nhưng mà thành phố sôi động này vẫn có rất nhiều thứ thú vị. cho Voss là nơi tập trung rất nhiều các loại thức ăn, hoặc bạn cũng có thể tham quan những viện bảo tàng hoặc là các nhà lịch sử. Thành phố này tự hào là nơi sở hữu một khách sạn có ma ám nhất ở Canada, đó là khách sạn Fort Kerry. Ngoài những điều này ra, thành phố này có chi phí sinh hoạt tương đối thấp và là một sự lựa chọn tốt nếu mà bạn muốn tìm một thành phố rẻ hơn. Thành phố thứ 6 trong danh sách là Saskatoon, tỉnh Saskatchewan. Giá thuê trung bình một phòng là 1.000 đô la, mức tăng hàng năm là 8%. Chỉ cách một tỉnh ở phía Tây, Winnipeg, bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn cho thuê thậm chí còn rẻ hơn Saskatoon. Với con sông sau Saskatchewan, Saskatoon và các cây cầu của nó cũng mang đến một trong những cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong cả nước. Mặc dù mùa đông của nó chắc chắn là lạnh, nhưng mà vẫn còn nhiều điều để làm. Bạn có thể đi trượt băng hoặc là trượt tuyết dọc theo Mewison Valley Trail. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Saskatoon có một trong những số lượng nhà hàng trên đầu người cao nhất Canada. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ thiếu các lựa chọn ẩm thực tuyệt vời. Thành phố thứ bảy trong danh sách đó là thành phố Quebec tại tỉnh Quebec. Giá thuê trung bình một phòng ngủ ở đây là 960 đô la, mức tăng hàng năm 28%. Thành phố vô cùng phong phú và xinh đẹp mang đến cảm giác châu Âu với khu phố lịch sử Old Quebec là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Một số tòa nhà có niên đại từ thế kỷ thứ 17 khiến cho thành phố trở thành địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích lịch sử. Mặc dù giá thuê của nó là một trong những giá rẻ nhất trong danh sách của chúng tôi, nhưng mà thành phố Quebec có nhiều cơ hội cho những người trẻ mới bắt đầu. Nếu bạn đến trước mùa giáng sinh thì hãy đến chợ giáng sinh của thành phố hoặc là lên kế hoạch đến vào tháng 2 để tham dự lễ hội Carnival hàng năm. Tiếp theo là thành phố Edmonton tại Alberta. Giá thuê trung bình một phòng ngủ tại đây là 940 đô la. Mức tăng hàng năm là 4%. Edmonton được biết đến vì đã từng giữ kỷ lục về trung tâm mua sắm lớn nhất ở châu Mỹ. Nhưng Edmonton có rất nhiều điều để chia sẻ với cư dân của nó. Không chỉ giá thuê rẻ hơn đáng kể so với nhiều thành phố lớn khác trên toàn quốc, nó còn có một số điểm thu hút lớn. Capital Boulevard là một con đường rộng rãi, rợp bóng cây hoàn chỉnh với đồ nội thất đường phố, giá để xe đạp và các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật công cộng. Ngay cả những cột đèn cũng được thiết kế một cách chu đáo, nhưng đó không phải là tất cả. Có bảo tàng, công viên và kiến trúc gạch khuyên khờ độc đáo. Nếu thiên nhiên là điều mà bạn quan tâm thì đã là thành phố dành cho bạn. Ngoài ra, thành phố Edmonton cũng là một trong những nơi tốt nhất để quan sát Bắc cực quan. Thứ chín là thành phố Regina tại Saskatchewan. Giá thuê trung bình một căn phòng tại đây là 930 đô la và mức tăng hàng năm là 6%. Thành phố sẽ thứ hai trong danh sách này, Regina là một thành phố ở Saskatchewan khác trong danh sách này. Nó dành cho những người yêu mùa đông, phù hợp cho các hoạt động mùa đông ở ngoài trời như là trượt băng, trượt tuyết đường dài và đi xe trượt băng. Kể cả snow Keating là sự kết hợp của trượt tuyết ván và lướt ván bằng diều. Nơi đây cũng có những lễ hội âm nhạc cho mọi sở thích và không có những nhược điểm của các thành phố lớn hơn và đắt tiền hơn. Và cuối cùng là thành phố St. John thuộc tỉnh Newfoundland. Giá thuê trung bình một phòng ngủ tại đây chỉ có 880 đô la và mức tăng hàng năm khoảng 2%. St. John không chỉ là một trong những thị trường nhà ở giá cả phải chăng nhất trong cả nước, mà còn là thành phố có giá thuê nhà rẻ nhất. Ngoài khơi bờ biển đại Tây Dương của Canada, thành phố này được biết tới với những dãy nhà màu sắc ở trung tâm của thành phố và là địa điểm của tháp Cabot. Thành phố này cũng giống như phần còn lại của tỉnh và được biết tới với sự ấm áp và hiếu khách với tầm nhìn tuyệt đẹp. Canada Soccer hủy trận đấu giao hữu bóng đá gây tranh cãi với Iran. Canada Soccer cho biết họ đã hủy trận đấu giao hữu gây tranh cãi với Iran mà đã dự định sẽ được tổ chức vào tháng tới tại Vancouver. Trận đấu dự kiến vào ngày 5 tháng 6 như một phần của chuẩn bị cho FIFA World Cup ở Qatar vào cuối năm nay đã nhận rất nhiều chỉ trích và miệt thị của các gia đình của những người thiệt mạng trên chuyến bay PS752 khi mà quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo bắn rơi chiếc máy bay vào năm 2020. Tất cả 176 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng, bao gồm 85 người Canada và các thường trú dân. Các gia đình cho biết trận đấu là một sự sỉ nhục đối với những người vẫn đang tìm kiếm công lý cho người thân của họ. Đặc biệt là trước những lo ngại dai dẳng về mối quan hệ có thể có của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo với đội bóng Iran. Trưởng đoàn của Iran cho biết Canada Soccer sẽ trả cho liên đoàn bóng đá Iran 400.000 đô la cho trận đấu. Nếu trận đấu không bị hủy thì khoản thanh toán này đánh dấu lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ mà liên đoàn bóng đá Iran kiếm được lợi nhuận từ một trận giao hữu. Canada Soccer đã không xác nhận hoặc là phủ nhận số tiền được trích dẫn đó, nhưng cho biết tiêu chuẩn thông lệ là phải trả phí xuất hiện cho đội khách để trang trải chi phí. Canada Soccer đã nhận được hơn 3 triệu đô la tài trợ của liên bang trong năm tài chánh này. Chính phủ nói rằng không có khoản tiền nào trong số đó được sử dụng cho trận đấu. Lễ hội âm nhạc mùa hè ở Calgary trở lại vào năm 2022 Sau một vài năm yên ắng thì các lễ hội âm nhạc mùa hè ở Calgary đang quay trở lại hoàn toàn. Mùa hè này, các sân khấu sẽ được thắp sáng trên khắp thành phố Calgary khi thời tiết chuyển sang ấm hơn những người yêu âm nhạc trên toàn Calgary lại có cơ hội để thưởng thức một số buổi biểu diễn trực tiếp hay nhất mà thành phố này mang lại. Một trong những sự kiện mùa hè hàng đầu của Calgary kể từ năm 1980 đó là Calgary Folk Festival. Một lần nữa sẽ được tổ chức tại Prince Island Park vào tháng 7 này. Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan âm nhạc dân gian Calgary nói rằng bạn có thể mong đợi được nghe nhiều hơn là mỗi âm nhạc dân gian tại lễ hội. Sau phiên bản thu nhỏ của lễ hội vào mùa hè năm ngoái, phiên bản của năm 2022 của lễ hội dân gian Calgary, tức là Calgary Folk Festival, hứa hẹn sẽ đem lại lễ hội hoành tráng mà tất cả mọi người đã quen. Sẽ có năm sân khấu khác nhau, nhiều loại xe bán đồ ăn, chợ nghệ thuật, và các buổi biểu diễn âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới và cả từ chính người dân địa phương. Ngoài ra thì cũng còn Sled Island là một sự kiện kéo dài 6 ngày bao gồm các sự kiện khác nhau từ âm nhạc, nghệ thuật đến hài kịch tại các địa điểm khác nhau trên toàn thành phố. Cũng giống như là Fort Fest, Sled Island tạo cơ hội cho các nghệ sĩ địa phương tiếp xúc với lượng khán giả lớn hơn. Về tình trạng COVID-19 ở Canada, tính đến tối ngày 26 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 5.404 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3 triệu 860.685 người. Hiện có 293.504 ca còn bệnh. Có thêm 131 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 40.925 người cho đến nay. Trên khắp các tỉnh bang, tỉnh Ontario báo cáo có thêm 1.217 ca bệnh mới và có thêm 20 ca tử vong trong tháng trước. Tỉnh Quebec, các quan chức đã công bố 705 ca nhiễm mới cũng như 12 ca tử vong. Manitoba thì có 537 ca bệnh mới và 6 ca tử vong từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5. Nova Scotia trong 7 ngày qua ghi nhận 1.584 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong. Vùng lãnh thổ Yukon có thêm 4 ca nhiễm mới. Các tỉnh bang còn lại không đưa ra cập nhật con số COVID-19.